da trời ơi, nhức quá. Trời ơi nhức cái đầu quá. Sao mà nó nhức quá vậy đi nè. Trời ơi. Ôi cái đầu nó đau suốt đêm dài bất ổn trong mình. Như vậy là sao? Chẳng lẽ sức yếu, yếu đến hồi kiệt suy? Lên mặt dài đời ta là sức bờ mềm kim cơm bất hoại thứ gì hay nói ta em sổ vui đầu hò hẹn cảm xúc trai gió tở trời tiền như cơn cửa có gì phải lo. Khói đừng chồng giận ta, ta chẳng thứ tha. Tôi quá không ngờ ông trai quá tệ, mình chẳng nhận ra mình. Chúng ta là bóng là hình của nhau, hai trong một mà thôi. Nhà người nói sao nghe là ta chính là người, người chính là ta. Ông là cái đầu thân thể tay chân, tôi là bộ đầu lòng lúc ngủ ngủ ta. Giờ ngươi nói dòng do tam quốc mà ta chưa hiểu, tại sao ta là ngươi mà ngươi là ta? Bởi ông này đã khác đi đạo từng u mê, tham lam với bao dục dòng, đứa tham nâu không trong lòng. Nên ông là của tôi, bên ngoài là ông, bên trong là của tôi. Hồi thôi ta đã hiểu, ngươi chính là ruột gan. Sao không lặng im an phận, là chi thế gian buồn nào để làm rối ta thêm, lương tâm ta cần ngủ yên. Tôi cũng muốn nằm yên mặc cho ai toan tính dối gian lừa đời phàn đau. Nhưng hễ có nhân thì có quả, ông đã làm tôi bởi ấp ủ nhiều tham vọng. Ông cuồng trong đầu ông không có điều gì, chỉ có những mưu mô đem lợi cho mình. Có mắt để nhìn, ông nhìn nhan sắc uy quyền rồi mưu cầu danh lợi. Có tai để nghe, nghe lời quyền hoặc của kẻ tiểu nhân. Ông có biết đâu thân lành trí thiện là ta tự giải thoát đời ta khỏi dòng u mê. Tâm tôi tâm mong giữ đi ông gian như lửa cháy trong lòng tôi một mình đâm lì. Ta không cần lương tâm, có lương tâm không ngắm dung quay quyền thì sống trên đời đâu còn gì nghĩa sống. Đời ngắn cho ta nên ta nhiều tham vọng, khi xuống hồ xuôi tai thoát nguyện đời vinh quang. Chính vì vậy ông biến tôi thành chân chứa đầy mọi thứ muốn ăn. Sơn hào hải chỉ xương thịt muốn nòi một ngang. Cùng nó
phải là ăn, ăn nhiều cho khỏe mạnh, có sức để mà tận mọi việc thú trời cho. Sống tranh đấu lao nhọc mà chi, chẳng phải là để vui chơi sung sướng, tuy chết xuống mồ đem theo được gì đâu. Nào tiền bạc, nào cơ ngôi, nào dễ danh chức Phật, nào những muôn toan quýnh chiên đảo điện, đời như giấc mộng, ta cần nên tận dụng. Suy nghĩ tâm thương làm tổn hại đến tâm linh, mọi thứ trên đời đều có hai mặt trắng đen, lợi và hại luôn chung sống gần kề. Đừng có tham lam mà tự buộc đá vào mình. Thôi đi, ngươi là lục phủ ngũ tạng, sống trong tối tâm là cái kho chứa đầy rồi đem đi cung cấp theo lẽ tuần hoàn của tao qua. Chớ đâu phải như ta mắt thấy tai nghe, cái đầu suy nghĩ như bóng đen so cùng ánh sáng, và có khác gì lấy cát so vàng. Nằm yên đó chờ ta ban cho hai vị sơn hào, rồi nuôi dưỡng cơ thể ta cho tràn đầy sinh lực, để ta tiếp tục sống đời thỏa thích nước uống của ta. Đã đủ bảy mâm, đã dâng bảy thần, có khi nào nghe vui mồi ngân giao, chớ hôm trài bụng do có cái gì mà sống đời sao tranh khỏi